Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thay mặt ép kính của dòng series 14, cụ thể là 14 Pro Max. Các bạn chuẩn bị cho mình một máy làm nóng, các bạn để ở mức nhiệt độ là khoảng 101 để nó làm viền hết, nóng hết cái viền đi nóng. Và các bạn những cái máy mà nó có cắt nguyên cây hoặc là máy mới như bây giờ, các bạn có thể mua tại điện thoại vietnam.com, nó sẽ có hút hoặc là hút màn hình hoặc đẩy lên. Các bạn chú ý là tuyệt đối không cậy bẩy ở cái phần màn hình của các màn hình này. Nếu bạn cậy bẩy từ dòng series 12 trở lên thì nó sẽ rất là dễ loang sọc, và sọc là rất là nhiều luôn. Các bạn có thể cậy ở hai bên một chút, khi cho một chút nó tách rồi nó sẽ rất là dễ ra. Các bạn cho từ từ là tự nó hút lên. Với một số cái máy thì các bạn có thể xoáy bằng tay để cảm nhận nó lên một chút. Các bạn không nhất thiết là phải xoáy mạnh xoáy nhanh, nếu không nó sẽ bóng hết choang màn hình, nguy hiểm. Keo nó tự lên rồi thì các bạn chỉ cần lách nhẹ là nó sẽ ra. Đấy, lách cái nhẹ nhẹ là nó ra. Là chú ý là ở phần bên hông có cổ cáp thì gồm cổ cáp màn hình và cổ cáp loa. Cổ cáp màn hình thì các bạn giật mạnh thì nó sẽ nguy hiểm, các bạn không bẻ, các bạn chỉ nâng nhẹ lên đẩy nó về một phía. Sau đấy thì các bạn thấy cổ cáp màn của cáp loa, các bạn để cẩn thận lưu ý, các bạn tháo nhẹ phát là nó ra, cho một nước tách vào. Đối với những cái màn hình vỡ răm như này ấy, thì các bạn chú ý là khi bạn cắt thì các bạn sẽ rất là kéo những cái mảnh vỡ nó đi liền theo, gây ra xước hỏng liệt cảm ứng. Các bạn có thể cho một chút kéo UV để cho nó làm cứng cái nơi mà vỡ răm, giúp cho tất cắt không bị dịch chuyển những cái kính răm, màn hình sẽ không bị liệt cảm ứng. Ở cái phần cắt này thì ta sẽ có hai cắt, là cắt nguyên cây, tức là cắt cả màn hình, và cắt xong thì ta tách răng để ép. Thì nếu mà cắt nguyên cây màn hình thì các bạn phải vệ sinh thật sạch sẽ và dùng hai keo, là có thể dùng hai keo 150 để tạo cái độ bám chắc, phủ lấp những cái nơi mà màn hình nó sẽ bị hụt, thì khi đấy nó sẽ gây ra bọt trở lại. Thì các bạn chỉ cần ép xong rồi các bạn cho vào nồi hấp chiết keo, hấp thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể mua tại điện thoại vietnam.com, bạn thoa một ít nước tách lên để vệ sinh màn hình đấy, và lấy keo. Nếu đối với những cái trường hợp mà cái răng nó có thể bị bong rồi, các bạn có thể cho một chút nước tách để lấy nó ra. Lưu ý là cái phần của cái viên thuốc này thì các bạn là chỉ cũng như là thải thọ thôi, các bạn không nên cậy bẩy, cho một chút nước tách là tự nó ra. Khi ra rồi thì ở cái phần của cái răng của 14 Pro Max này thì mình cảm thấy nó còn đơn giản hơn là dòng series 11, 12 vì keo nó không quá chắc. Các bạn có thể là giữ keo để bám lại, hoặc các bạn có thể dán keo mới giữ răng cũ. Đấy. Các bạn thấy phần keo cổ nó rất là đơn giản không? Đấy, các bạn cho nút tách vệ sinh màn hình. Và các bạn có thể là ép như cái cách truyền thống. Ép cách truyền thống thì các bạn có thể là để ý kỹ ở cái phần viên thuốc. Thì ở phần viên thuốc thì các bạn cũng như những cái giọt nước thôi, các bạn cho một chút nước tách, xong các bạn vệ sinh thì các bạn cho một chút keo UV, hoặc các bạn có thể dán kín phần đấy để khi các bạn hấp nó không bị sủi hoa tuyết, nó không bị lở keo, để giúp cho các màn hình đẹp hơn. Khi ép xong cho một nồi UV hấp. Ở 14 này thì mình chưa có khuôn nên là mình sẽ dùng bằng tay, sau đấy mình sẽ cảm nhận hơn. Điện thoại